chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. Sáng trong cho mình ngừng trôi, do ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói. Mãi sao để cho anh ngóng em đi về, khoảnh khắc đó chưa nên cô hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió bên nhẹ tà áo. Nhìn con đường tôi đi với em, dù phía trước có mong chờ, chân đường hơi đã sẽ qua. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyền thông của Sóng Âm Thanh. Ngày hôm nay thì em rất vui vì đã về được một lô hàng mà thời gian qua rất nhiều bác đang mong ngóng, mong chờ, và cả bản thân em nữa cũng rất mong chờ về lô hàng này. Đây là những đôi loa Nexo PS10 rất đẹp, hàng bãi các bác nhá. Và nếu như các bác mà muốn chơi Nexo hàng mới thì các bác phải bỏ ra tiền bao nhiêu ạ? Một đôi Nexo PS10 này đang có mức giá là 107 triệu một đôi. Nhưng ở đây, cặp Nexo PS10 đời 2010 với mức giá rất tốt, và tất cả ở đây. Lô này thì em về được khoảng tầm 15 đôi các bác nhé. Nhưng mà hiện tại thì chỉ còn lại 5 đôi mà thôi, bởi vì là đã có rất nhiều bác khách hàng đặt hàng trước khi hàng về rồi. Và sau đây thì em sẽ lên sóng những cái công trình lắp đặt Nexo đến các bác. Và anh Trung gần đây được không? Lô hàng này thì em đã lọc lựa rất kỹ rồi. Ở bên kia thì có hơn 20 đôi, nhưng mà em chỉ chọn những đôi rất đẹp, còn đẹp và phải là ít sức sát để mang vào đêm phục vụ các bác. Và các bác có thể xem là đây là nội thất của con Nexo PS10. Nexo PS10 thì có hai đời là đời R1 và đời R2. Thì với đời R1 nó dùng củ bát thường, nhưng với đời R2 ở đây thì nó dùng củ bát neo các bác nhá. Và em nhắc lại ở đây là cái lô hàng này là cái lô hàng cuối cùng mà em đã lọc lựa được. Và tất cả hàng ở đây còn rất đẹp, bao zin đấy các bác, từ con ốc 1. Và nếu như các bác chơi một bộ Nexo PS10 này đồng bộ của hãng thì sao ạ? Giá nó sẽ dao động cho khoảng tầm 270 triệu. Nhưng mà ở đây thì với mức giá em về hàng bãi, đây là rất đẹp luôn. Nhưng cam kết đến các bác là nó bao zin từng con ốc 1. Đây các bác có thể xem, đây, quay cận cảnh cho các bác xem luôn. 10 đôi ở đây, trước mắt là về 10 đôi thì đẹp như là cả 10. Đấy, hiện tại thì đã có 10 bác khách hàng đặt hàng rồi. Và có một bác khách hàng thì ở bên trong miền Nam là bác ấy đặt 3 đôi và một đôi súp Nexo LS1200. Hiện tại thì súp khoảng 2 ngày nữa em về hàng các bác nhá. Đây, anh Trung quay cận cảnh từng đôi loa một để các bác xem. Với cái dòng này thì đây là một dòng loa rất cao cấp, nên là em cũng phải lựa những con nào mà nó không chề xước. Nếu như chề xước thì bên em không lấy. Đấy. Và nhắc lại thì các bác, đây cũng sẽ là cơ hội rất tốt để các bác sở hữu Nexo PS10, những đôi loa đẳng cấp top đầu thế giới đến từ Pháp với một mức giá rất tốt. Và nếu như có điều kiện thì tốt nhất các bác lên sử dụng hàng mới. Nhưng mà sao ạ? Hàng mới thì mức giá nó rất cao, hơn 100 triệu một đôi loa. Nhưng ở đây khi các bác dùng đứng loa này thì em cam kết các bác là chất âm vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Bởi vì nội thất tất cả là còn nguyên zin hết. Và các bác chỉ phải bỏ số zin là bao nhiêu ạ? Trong khoảng dao động từ 45 cho đến 55 triệu một đôi loa. Tức là nó chưa bằng 1/2 giá trị khi các bác dùng hàng mới. Mà nếu như các bác dùng hàng mới thì cũng khoảng tầm từ 3 đến 5 năm là nó sẽ trở về thành những đôi loa bãi như này. Và đây sẽ là cơ hội để các bác bỏ ra số tiền rất hợp lý nhưng lại sở hữu được những đôi loa rất đẳng cấp. Và tại sao lại bảo là trong mức giá từ 45 cho đến 55 triệu thì nó sẽ tùy thuộc vào từng đời và độ xấu đẹp của những đôi loa. Ví dụ như mà loa vận chuyển về đây bị xước sát, bị bong dập rồi là bị dập vỏ thùng thì bên em sẽ để cho các bác mức giá rất tốt, chỉ hơn 40 triệu thôi. Nhưng mà ở đây thì đa phần là những đôi loa em đã lọc lựa rất kỹ rồi và chỉ chọn những đôi đâu đẹp, nên là cái mức giá nhập vào nó cũng sẽ hơi cao một chút so với những cái hàng mà người ta ôm lô. Và tất cả những đôi loa ở đây là nhập trực tiếp từ châu Âu về, đóng pallet rất là cẩn thận. Và nhiều bác thắc mắc là tại sao lại chỉ nhập về PS10, bởi vì em thấy là PS10 thì mới đủ để đánh trong không gian lớn. Ví dụ như phòng gia đình các bác mà các bác dùng một đôi PS8 thì có thể nó quá nhỏ. Nhưng mà với một đôi PS10 này thì em nghĩ là nó sẽ phục vụ rất tốt những không gian trong khoảng từ 30 đến 50 mét, rất là thoải mái luôn. Bởi vì đây là những đôi loa mà có độ phủ rất là cao và công suất của nó cũng rất lớn các bác nhé. Bình thường một đôi loa bát 30 công suất dao động cho khoảng từ 300 cho đến 450W. Nhưng mà riêng con Nexo này thì nó dùng từ neo và công suất của nó rất lớn là 500W, nên chỉ cần một đôi loa này thôi các bác có thể phục vụ tốt được nhu cầu giải trí nghe nhạc trong diện tích từ 30 đến 50 mét vuông. Và chất nhạc của Nexo thì không phải bàn cãi rồi đúng không ạ? Rất là chi tiết, rất là sạch sẽ và hát hò cũng rất là ok. Ok, ngay bây giờ thì em sẽ test lại để các bác nghe một chút lại chất âm của Nexo PS10. Tê tái luôn đấy. And I'm ready for the times to
Chất âm rất là chi tiết các bạn ạ. Sạch bong luôn. Đấy, đây là súp cô đa. Bác nào mà thích sự đẳng cấp và chuyên nghiệp thì đây sẽ là bộ âm thanh mà em nghĩ là các bác không nên bỏ qua. Đặc biệt là đã đẳng cấp rồi, chuyên nghiệp rồi nhưng mức giá hay sao ạ? Mức giá em nhắc lại là rất tốt và không phải lúc nào cũng có đôi loa đẹp như thế này để phục vụ các bác. Và cốt Nexo ở đây thì em cũng về được 6 chiếc rất đẹp luôn, không một vết xước luôn các bác nhá. Và nếu như các bác mà yêu thích chất âm của Nexo và mức giá hợp lý thì các bác alo nghe sóng thanh nhá, sẽ có những mức giá rất tốt cho các bác và bên em thì sẽ hỗ trợ là lắp đặt cho các bác tận nhà luôn. Các bác yên tâm là không lo là về nhà không biết lắp đặt kiểu gì. Sóng âm thanh sẽ hỗ trợ các bác từ A đến Z, các bác chỉ việc là alo sóng thanh thôi, còn lại việc lắp đặt mọi thứ bên em sẽ hỗ trợ các bác. Ok, bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo. Và sau đây vài ngày nữa thôi thì em sẽ lắp một số bộ Nexo, các bác sẽ chờ đón nhá. Ok, chào các bác.